Ờ, trông có đồng bộ với màu của xe à? Đúng rồi. Màu sắc nó đồng bộ. Nào ngồi đây mà lúc đóng mà không ấy mà ngủ gật nào không kia nào cũng giật mình cũng gì à? Ừ, giật mình đấy chả sao. Cửa nó mở này mà không ngủ được. Không đi ngồi đây là nó chặt đấy nhỉ. Để cái tì tay, cứ để tay lấy tì tay quá đẹp. Đấy, đứa làm vú to nó sẽ đúng chỗ. Nói đấy chị em lại ra ngồi. Thế cứ bảo không ghế dành cho vú bé, vú to đừng ngồi đấy. Thế khi lên thì nói trước. Tức ngực nhưng mà giật rồi. Dạ. Em ơi.